Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Toyota. Thì hôm nay vào đầu tháng 10, Tình sẽ làm bảng giá cập nhật của dòng xe Toyota Hilux tại thị trường Việt Nam. Thì như anh em đã được biết thì dòng xe Toyota Hilux là dòng xe bán tải 5 chỗ, thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì xe được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản chính là bao gồm Toyota Hilux 2.4 một cầu số sàn, Toyota Hilux 2.4 một cầu số tự động, Toyota Hilux 2.4 hai cầu số sàn, và cuối cùng là Toyota Hilux 2.8 hai cầu số tự động Adventure. Đó là 4 dòng xe của Toyota Hilux, và Toyota Hilux được phân phối tại Việt Nam với 6 màu sắc khác nhau. Đầu tiên là màu cam ánh kim, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu xám lông chuột, thứ tư là màu đen, thứ năm là màu trắng ngọc trai, và thứ sáu là màu bạc. Có 6 màu sắc cho anh em lựa chọn tùy vào nhu cầu của mình ha. Thì vậy thì giá lăn bánh của mỗi dòng xe nó sẽ là như thế nào ha? Thì đầu tiên là dòng xe Toyota Hilux 2.4 số sàn một cầu có giá xe là 628 triệu, giá lăn bánh chưa bao gồm bảo hiểm là 670 triệu, và về mình trả góp ngân hàng thì mình chỉ cần trả trước là 168 triệu là có xe anh em nhé. Tiếp theo là dòng xe Toyota Hilux 2.4e 4x2 AT là số tự động một cầu, có giá bán hiện nay là 674 triệu, giá lăn bánh là 719 triệu, và anh em chỉ cần trả trước thôi nha. Giá lăn bánh là 719 triệu và trả trước là 180 triệu là mình đã có xe rồi. Đó là dòng xe Toyota Hilux số tự động một cầu. Tiếp theo là dòng xe Toyota Hilux số sàn hai cầu, có giá bán hiện nay là 799 triệu, giá lăn bánh chỉ tầm khoảng 752 triệu và trả trước là 212 triệu. Đó là phiên bản số sàn hai cầu. Và cuối cùng là phiên bản Toyota Hilux Adventure 2.8 hai cầu số tự động, hiện nay đang có giá bán là 913 triệu và giá lăn bánh là 972 triệu và trả trước chỉ khoảng tầm 242 triệu là có xe. Anh em để ý giùm mình nha, 242 triệu là có xe. Thì về màu sắc thì riêng màu trắng ngọc trai thì giá xe mình sẽ cộng thêm 8 triệu anh em nha. Riêng màu trắng ngọc trai thì giá xe sẽ cộng thêm 8 triệu. Đó là những cái cơ bản. Về trả góp ngân hàng thì hiện nay công ty tài chính Toyota đang hỗ trợ lãi suất chỉ 7.29% một năm cho một năm đầu tiên, áp dụng cho một năm đầu tiên đối với khách hàng cá nhân. Và thời hạn vay là tối đa là được 7 năm anh em nha. Và sau cái thời gian khuyến mãi 1 năm á, thì cái lãi suất nó lại lên là 10.65%. Anh em để ý giùm Tình là 10.65% anh em nha. Chứ nhiều anh em khi mua xe thì một năm đầu tiên thì thấy 7.29%, thì mình cứ đinh ninh cứ nghĩ là tất cả trong vòng một năm đều là 7.29%, nhưng không phải. Sau thời gian đó sẽ thay đổi lên thành 10.65%. Anh em để lý thì cái lãi suất nó sẽ tăng hơn, thì số tiền trả góp mình hàng tháng sẽ tăng hơn nha. Thì khi mua xe mình phải chuẩn bị cái tâm lý mình hiểu biết về trả góp là như thế nào. Thì về vấn đề hồ sơ ngân hàng á, thì anh em hãy liên hệ với Tình để Tình hỗ trợ tư vấn cho anh em chính xác về hồ sơ ngân hàng. Tại vì mỗi anh em có một cái hồ sơ khác nhau nên không ai giống như ai. Nhưng mà cá nhân thì cần hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn. Thì đó là hồ sơ cơ bản về pháp lý, hoặc là giấy xác nhận độc thân. Về chương trình khuyến mãi thì mỗi dòng xe Toyota Hilux sẽ có một chương trình khuyến mãi khác nhau và thời gian giao xe khác nhau về màu sắc, tại vì nó là xe nhập. Anh em hãy liên hệ với Tình để nhận được chương trình khuyến mãi của dòng xe số sàn một cầu, số tự động một cầu, số sàn hai cầu và số tự động hai cầu nó là gì. thì Toyota Tân Tạo sẽ đưa anh em đến với những chương trình khuyến mãi tối ưu phù hợp nhất cho anh em vào thời điểm anh em lấy xe. Đó là những thông điệp tình muốn gửi anh em về dòng xe Toyota Hilux trong tháng 10 này. Và sau đây anh em hãy cùng tìm hiểu với Tình về dòng xe Toyota Hilux Adventure màu cam để tìm hiểu những trang thiết bị trên xe nhé. Và anh em cũng đừng quên hãy bấm đăng ký kênh của Tình nhé. Xin mời. Mình cùng tìm hiểu một xíu nha về vần đầu xe của xe Toyota Hilux 2.8 thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cụm đèn. Cụm đèn này là cụm đèn full LED rồi. Full LED của pha LED này, cái này là bi LED ha. Bi LED của dòng xe Hilux đây nè. Đèn LED, đèn xi nhan rồi nó ở bên đây LED hết. Ở cụm đèn cản. Ở đây nó có luôn cả cái cảm biến góc trước. Ở đây hai bên này, cảm biến góc trước ha. Thì ấn tượng nhất ở phần đầu xe ngoài thiết kế hầm hố với những điểm nhấn nè, những cái ốp này màu đen sáng bóng này. Cái này là đen nhám chứ không phải sáng bóng, sorry anh em. Hai thanh mạ chrome ở hai bên, trang trí ở hai bên làm điểm nhấn. Đặc biệt ở logo này, logo này được Toyota trang bị là nó có những cái tính năng radar, nó quét phía trước. Những tính năng gọi là an toàn của Toyota Safety Sense. Thì đó là những tính năng ở đây và trên radar để nó làm gì? Nó điều chỉnh hành trình chủ động nè. Nó có, nói chung là những cái hệ thống an toàn của Toyota mới nhất. Thì trước tiên là dòng xe Cross, sau là đến xe Toyota Hilux được trang bị. Thì tí nữa mình xem coi xe có được trang bị gì về hệ thống an toàn này nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng cảm nhận một xíu về đầu xe với màu cam, những điểm nhấn về cái ốp ha và bên hông. Bây giờ chúng ta hãy cùng qua bên hông để xem coi trang thiết bị bên hông nó là như thế nào anh em nhé. Đây, màu cam. Vâng, và xin mời anh em. Tình đang ở phần hông xe rất là cao, to và bề thế ha. Thì chúng ta có nhìn thấy những điểm khác nhau đầu tiên của dòng xe này, đó là cái ốp lườn thể thao hơn với bộ mâm xe được sơn đen 18 inch. Được sơn đen 18 inch rất là to với bản lớp Bridgestone. Lớp Bridgestone lên đến 265 60R18. 265 60R18. Đi cùng với bề bước ha. Bề bước chống trượt ha. Thì ở đây là cái gương chiếu hậu, thì anh em cũng có thể thấy là gương chiếu hậu nó cũng sơn màu đen nhám. Không có mạ chrome đâu. Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED ở đây. Đây là dòng chữ Toyota Hilux. Tay cửa thì cũng màu sơn đen nhám luôn, nhưng mà có tích hợp đóng mở cửa ở đây. Nút đóng mở cửa ở đây là hai cửa trước đều có thể dùng được anh em nha. Chỉ cần chìa khóa sát bên thôi, Tình lấy chìa khóa Tình thao tác. Chỉ cần chìa khóa sát bên, mình chỉ cần nút bấm, mình bấm cái tít một cái là xe nó lock lại rồi. Tít hai cái là xe nó mở nè, là xe mở ra. Anh em thấy không, nó rất là tiện lợi cho cửa này và cửa bên kia luôn ha. Băng cửa này, Toyota Hilux những thiết kế cơ bản, những điểm nhấn về thể thao tôn thêm vẻ đẹp ở đây ha. Cái ốp này mình sẽ nhìn thấy nó thiết kế hài hòa từ phía trước đến phía sau ốp. Còn ở đây là thanh trang trí thể thao, gọi là thanh thể thao trên dòng xe Toyota Hilux. Đây là thanh thể thao được gắn trên xe ha. Mang nó lại vẻ thể thao hơn, cá tính hơn và nó cân đối hơn nữa. Đây, rồi chúng ta đến phần đuôi xe để trang bị xem cái phần đuôi xe của Toyota Hilux 2.8 số tự động 2 cầu nha anh em, màu cam. Tại vì sao Tình sẽ quay phim ở ngoài nắng thì màu cam á, mình quay ngoài nắng nó mới nổi bật được cái hình ảnh, cái màu sắc của xe Toyota Hilux màu cam. Đây, phần đuôi xe thiết kế nó là to hơn anh em nha. Thiết kế to với những cái ốp này nè, cái ốp này nó to hơn so với phiên bản kia, cũng như cái đèn báo phanh trên cao nó to hơn phiên bản thường. Đuôi xe đây, đầu tiên ở phần đuôi xe chúng ta có thể thấy được đây là cái camera lùi của xe Toyota Hilux 2 cầu, có camera lùi để ở đây luôn anh em ha. Ở đây có cảm biến lùi và cảm biến góc, 2 cảm biến lùi ở đây, còn 2 cảm biến góc là ở ngoài. Cụm đèn sau thì chúng ta có thể thấy là cụm đèn LED, cụm đèn LED với bóng xi nhan là bóng thường. Thanh thể thao cơ bản và đặc biệt dòng chữ Adventure màu đen để phân biệt. Chúng ta mở cửa ra, cái cửa này nó có cái thanh gọi là thanh trợ lực á, thanh trợ lực nên cửa mở rất là nhẹ nhàng, nó không có nặng. Mặc dù cái cửa rất nặng nhưng mà nó có thanh trợ lực ở đây thì nhẹ nhàng hơn anh em ạ. Đây là cái thùng xe của xe Hilux thì ở đây nó có những cái dây để cột hàng, mình chở hàng. Thì đối với dòng xe Toyota Hilux này, bản này nè, nếu mà mình gắn thùng nắp thùng thấp á, hoặc là nắp thùng cuốn á, thì mình không cần phải đăng kiểm lại. Còn nếu mà gắn nắp thùng cao thì trước tiên anh em phải tháo cái thanh thể thao này ra, không dùng nữa, bỏ đi, và mình gắn cái thùng cao lên tới đây. Và khi mình gắn nắp thùng cao á thì mình bắt buộc phải đăng kiểm nha anh em, bắt buộc phải đăng kiểm. Còn nếu mà anh em không đăng kiểm á thì khi chở hàng có vấn đề gì công an hỏi thăm thì chúng ta sẽ bị ăn biên bản. Thì để thủ tục nó như thế nào thì anh em cứ liên hệ với Tình, cần Tình hướng dẫn gì thì Tình sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Đó là những cái cơ bản về phần ngoại thất. Giờ chúng ta đến phần nội thất ha. Chúng ta nhìn lại một xíu về màu cam, nó ở ngoài nắng nó rất là đẹp, đẹp cá tính anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy vào phần nội thất của xe nha. Chào anh em nha, Tình đang ở cái không gian nội thất của xe Toyota Hilux. Tuy dòng Hilux Adventure này chỉ là một cái dòng gọi là xe bán tải thôi nha, nhưng mà có đầy đủ các chức năng hết, đầy đủ các chức năng về hệ thống, những cái hệ thống trên xe. Tình đang ngồi ở phần nội thất xe nè, cửa nè, cái cửa là được sơn đen bóng nè. 4 cánh cửa là đều auto, một chạm hết nè, một chạm nè anh em ha, một chạm lên, một chạm xuống, thấy không? Một chạm lên xuống về tất cả 4 cánh cửa. Gương chiếu hậu thì là chỉnh điện, gập điện tích hợp bán rẻ rồi, cái đó thì không cần phải về bàn cãi nữa đó. Giờ dòng cao cấp mà không có nữa thì chắc chết. Thì ở đây nó có luôn vô lăng, Tình đang ngồi đây là vô lăng, đó là vô lăng bọc da, 4 chấu tích hợp nhiều nút bấm về âm thanh, đàm thoại rảnh tay, cũng như là màn hình hiển thị đa thông tin. Thì bên tay trái là những cái cụm nút điều chỉnh âm thanh, bên tay phải là cụm điều chỉnh màn hình hiển thị đa thông tin. Thì ở trong đây nó có những cái hệ thống an toàn thì Toyota nó được tích hợp luôn, như hệ thống cảnh báo lịch làn đường nè, cảnh báo radar phía trước nè, và an toàn Toyota, hệ thống cruise control, rồi hệ thống cruise control chủ động. Tức là nó có tất cả hệ thống an toàn Toyota đều được trang bị trên đây, thì mình sẽ liệt kê trên màn hình cho anh em thấy nha. Ở đây hết, bóng cảnh báo lịch làn đường, radar phía trước, nói chung là đầy đủ. Và có cái là một cái nữa là DVD to của JBL, hệ thống âm thanh JBL gồm đầu JBL và loa JBL, cực kỳ đỉnh nha anh em, cực đỉnh luôn, nghe âm thanh là khỏi phải bàn luôn. Thì ở đây chúng ta có luôn là đề start stop bằng nút bấm, tất cả bằng nút bấm luôn. Hệ thống dàn lạnh cũng là nút bấm luôn anh em nha, hệ thống dàn lạnh nước bấm luôn. Gài cầu thì nó có chức năng gài cầu bằng gài cầu điện rồi, không còn cơ nữa, cầu điện. 1 cầu nè, nó chạy 1 cầu, 2 cầu nhanh và 2 cầu chậm, nó đều có. H2 là 1 cầu, H4 là 2 cầu nhanh nha, và L4 là 2 cầu chậm, có hết. Thì ở dưới đây nó có cái hệ thống tắt cân bằng điện tử, khóa vi sai cầu sau ở đây luôn. Hệ thống thường cái xe 2 cầu thì nó có cái hệ thống gọi là hệ thống hỗ trợ đổ dốc DAC hay là đổ đèo đó, là DAC có luôn trên phiên bản này luôn. Thì đây là hộp số tự động, xe Toyota Hilux mình là hộp số tự động 6 cấp. 6 cấp có chức năng bán tự động luôn anh em nha. Chức năng bán tự động. Tại sao có một số xe đối thủ thì nó là số tự động là 10 cấp, còn xe mình chỉ 6 cấp. Thật sự ra đối với những dòng xe bán tải mà nó nhiều cấp số, 10 cấp số thì nó sẽ vận hành. Tình nghĩ nó sẽ không có trơn tru và mạnh mẽ, gọi là mạnh mẽ như 6 cấp đâu. Chở hàng 6 cấp thì nó sẽ ổn hơn. Thì xe ngoài cái chức năng thì như vậy á, thì động cơ nó còn có thêm 3 chế độ động cơ. Chế độ manual là chế độ bình thường, chế độ eco mode, chế độ power mode. Đó, eco mode là chế độ tiết kiệm nhiên liệu, còn chế độ power mode là chế độ chạy đường bốc. Nó có hai cái chức năng, eco mode và power mode. Power mode thì chạy đường bốc thì chạy nó sẽ mạnh mẽ hơn, bốc lắm anh em. Thì cơ bản mình chưa nói phần ghế. Thì ghế là ghế da được thiết kế thể thao, có những cái lỗ mà lỗ thông hơi, giúp chúng ta ngồi sẽ mát mẻ hơn, mặc dù nó không có hệ thống quạt gió. Thì ghế thì được ghế lái chỉnh điện ha, còn ghế phụ này là chỉnh cơ. Thì xe trang bị rất là nhiều túi khí, như là nhớ không nhầm thì nó là 7 túi khí. Gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu auto chống chói tự động luôn anh em nha. Rồi, ngồi thoải mái, cực không gian thoải mái, giống như là không gian Fortuner vậy đó. Không gian giống như Fortuner chứ nó không có phân biệt đâu, nó cũng sang trọng đó. Thì thêm màu cam đánh kim cá tính, khi đi màu trắng ra ngoài thì tình thấy nó sẽ cực kỳ bắt mắt và ổn. Bây giờ chúng ta ra băng ghế sau. Hồi xưa hôm bữa anh em nói có cần review băng ghế sau, tình review sơ băng ghế sau. Rất tiếc ở dòng xe này thắng vẫn còn là tay thắng tay, nó chưa bằng thắng tay điện tử. Nếu có thêm thắng tay điện tử nữa thì mình nghĩ chắc sẽ ổn. Rồi chúng ta ra băng ghế sau ha. Hello, Tình đang ở không gian phía sau. Thì Tình muốn mở ghế cho anh em coi. Ở đây nó có cái dây nè anh em ha, cái dây bằng nút bấm ở đây. Thì không gian thì nút bấm ở đây, chúng ta khi kéo đây rồi á, mình cột lại là một cái ha. Mình qua bên kia mình sẽ mở cho một cái nữa là hai cái luôn. Đây, chỉ cần giật dây treo lên anh em ha. Đây, khi lên đây thì chúng ta có ở đây, có bộ dụng cụ ở đây. Đây là khoang trống. Mình sẽ thử bộ dụng cụ sửa chữa nó nằm ở đây hết nha anh em. Con đội nó nằm ở đây luôn, con đội nó nằm dưới này luôn. Đó, mình chỉ vặn khi mình thay bánh xe cua, mình vặn thì con đội nằm dưới đây nha. Hơi khó lấy một xíu. Đây, đây là con đội. Con đội này nó giống như con đội của Innova và Fortuner anh em, nó y chang nhau. Đó là khoang không gian. Mình cần thay thế gì thì mình lấy đốt lũng cái gì đó, mình thấy lấy đây, lấy xong mình siết lại ha. Rồi chúng ta ghế hạ xuống, ngồi một băng. Ghế hạ xuống ngồi hai băng. Không gian một màu đen. Đây, qua bên này. Đây, nó có ghế. Thì ghế của mình là ghế cứng anh em nha. Ghế cứng chứ nó không có điều chỉnh lên xuống được đâu. Nhưng mà nó được cái nó ghế cứng, nhưng mà vẫn ngồi vẫn rất là thoải mái. Nó không phải là gọi là còng lưng như vậy, mà nó vẫn có dựa, đồ nghỉ ngơi thoải mái, chân tay rộng. Ở đây nó có một cái là hàng ghế phía sau nó có cửa gió, cửa gió máy lạnh, bè tì tay, uống cà phê, không gian rộng rãi thoải mái anh em. Thì đây là những cái gì mà Toyota Hilux có trên xe. Thứ nhất là DVD JBL, hệ thống an toàn Toyota, hệ thống giàn lạnh tự động, hộp số tự động 6 cấp, nội thất cao cấp, ghế da màu đen, ghế lái chỉnh điện, tất cả tật loại JBL, rồi hệ thống cruise control chủ động. Nói chung là đầy đủ, cảnh báo lịch làn đường, hệ thống 2 cầu, cân bằng điện tử, nói chung hệ thống an toàn không còn gì thiếu trên dòng xe Toyota Hilux này. Vấn đề còn lại là anh em có thích mẫu này không? Nếu mà thích thì hãy múc nó thôi. Thì nếu anh em cảm thấy cái video này phù hợp thì cố gắng ủng hộ cho Tình bằng cách bấm đăng ký theo dõi kênh, rung chuông để ủng hộ Tình có thể làm ở những video clip tiếp theo. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em.